Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Ninh Bình, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại biểu Quốc hội khóa 14 cùng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Ninh Bình đã có buổi tiếp xúc với các xã Lạng Phong, Văn Phong, thị trấn Nho Quan của huyện Nho Quan sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Dự cuộc tiếp xúc có bà Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Ninh Bình và huyện Nho Quan. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe thông báo nhanh kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, cử tri huyện Nho Quan đã được nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế xã hội và tài chính ngân sách năm 2020. Đối với tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá, mặc dù chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nỗ lực quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình 6 tháng đầu năm 2020 vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hy vọng Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển theo hướng bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 đề ra. Nhân dịp về tiếp xúc cử tri lần này, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đã đến thăm, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nho Quan.